Cái công cụ và à, bộ tư duy hai các anh chị nha em theo ví dụ thôi à, Ví dụ như là ngày hôm nay đi mà theo um, có chia sẻ cái thói quen của mình đó chính là theo nói là theo sẽ muốn kỷ lục cái thói quen là chạy bộ đi thì có rất là nhiều anh chị mình chạy bộ nhiều năm rồi đó cái là mình vô mình chặt chém theo cũng nhiều lắm Thì anh chị nói rằng là uh, mình phải chạy uh, 42 km chứ chạy gì mà có 5 km À, đó thì theo phải nói rằng là các anh chị ha, um, bởi vì theo là chuyên gia tài chính anh chị, thế là một chuyên gia về tài chính, à, theo không có uh, uh, còn mình mình tập trung một phần là về cái chuyên gia tài chính của mình, nên là nếu như mà khi mà nhìn một cái người các anh chị, à, anh chị không có thành công về tài chính hay không thì chỉ cần nhìn các anh chị là theo sẽ biết liền, vậy thì anh chị biết là mình sẽ nhìn vào đâu, anh chị ha, mình nhìn vào đâu mà mình có thể biết được? là một người họ có đang thành công về tài chính hay không. theo các anh chị thì mình phải biết được cái nguyên nhân gốc rễ điều gì khiến giúp cho các anh chị tạo ra dòng tiền, điều gì không thì chúng ta mới biết và chúng ta rèn luyện được đúng không ạ? Chúng ta phải biết ở trên cái cơ thể của mình. Các anh chị có công nhận điều đó không? Dạ. Yeah. Vậy thì cái điều gì uh, nó gọi là để cho các anh chị biết đây nè. Vậy thì để mà một cái người mà thành công về tài chính nha anh chị, nó đều phải có ba cái yếu tố, chính là cái công cụ, cái kỹ năng và cái bộ tư duy ha chúng ta chỉ cần quan sát ba cái yếu tố này thôi để chúng ta biết người đó có đang tự do tự chính hay không hai các anh chị à, nhìn vào sự kiên trì cũng không có đâu ví dụ như bây giờ kiên trì bao nhiêu số anh chị đây làm thuê trong vòng 20 năm làm thuê 20 năm nó là kiên trì hay là anh chị không kiên trì kiên trì lắm luôn đó kiên trì với công việc làm thuê đó nhưng mà anh chị có giàu chưa đúng không hả? Nên chúng ta phải nhìn vào diễn chị vô không ạ. Anh chị phải nhìn vào cái tam giác vàng. Là cái công cụ, có công việc người ta đang làm. Cái thứ hai đó là gì Cái kỹ năng tư duy, những kỹ năng mà họ có. Những cái tư duy, những kiến thức bên trong của họ đó. Anh chị nhìn ba cái khía cạnh đó là anh chị biết là người đó đang thành công hay không liền. Bắt mặt liền các anh chị không những bắt mạch cho mình mà mình bắt mạch được cho người khác nữa các anh chị nhé thì đó là một chuyên gia về tài chính đó các anh chị rồi các anh chị có nghe rõ không Mình nhìn số anh chị ở đây nghe rõ không anh chị dạ yeah. anh chị nghe rõ chị comment tôi nghe rõ ha rồi nó đến từ ba yếu tố các anh chị ha nó phải có đủ à, thì ngày hôm trước là các anh chị đã nói chuyện rất là nhiều về cái tư duy rồi vì cái kỹ năng là cái kỹ năng là anh chị chưa đụng đâu nha, cái phần kỹ năng là anh chị chưa có được nhắc tới nhiều đâu. À, nhưng mà cái phần tư duy là anh chị nhắc tới khá là nhiều rồi. Và cái phần nữa đó chính là cái phần gì ạ? Hôm nay các anh chị được nhắc một cái phần đó là phần công cụ. Vậy thì chúng ta đi làm, chúng ta kiếm tiền thì chúng ta phải có một công, công cụ. Thì công cụ ở đây nó chính là cái công việc các anh chị làm. Được không ạ? Cái công cụ ở đây chính là cái công việc các anh chị làm các anh chị. Vậy thì ngày hôm nay có một cái câu khẳng định ngày hôm nay cho các anh chị luôn. Đó chính là nếu như anh chị nào đây mình đi làm giàu hoặc là mình đi kiếm tiền đi. Anh chị muốn gia tăng thu nhập các anh chị lấy Thì anh chị phải xác định đó chính là mình phải đi kinh doanh các anh chị. Để các anh chị nhé. Được không ạ? Và cái sự phân tích ngày hôm nay để cho các anh chị thấy rằng nếu như mà các anh chị đi làm thuê, anh chị làm thuê bao nhiêu năm ạ? Anh chị đi làm thuê trong vòng 20 năm anh chị đi làm thuê à, có rất là nhiều anh chị thích nghe giọng của thêu nói hả cảm ơn các anh chị nhé các anh chị nói là anh chị đi làm thuê trong vòng 20 năm vậy thì các anh chị biết rằng là một cái bánh một cái cái cơm sườn thôi chúng ta hãy phân tích kỹ câu chuyện này nè để anh chị phải giác ngộ nè một cái dĩa cơm sườn á, là cách đây 20 năm nó có giá là bao nhiêu các anh chị nó chỉ có bao nhiêu tiền ạ à? nó chỉ có 5.000 hay 6.000 một dĩa thôi à, nhưng mà cho đến bây giờ cái chúng ta đang nói dĩa cơm sườn bình dân thôi ha thì cho đến bây giờ là sau 20 năm thì nó bao nhiêu tiền nha anh chị? Sau 20 năm thì nó bao nhiêu tiền? Các anh chị phải, phải phân tích kỹ, kỹ chỗ này, đi chậm lại chỗ này một tí. Thì sau 20 năm nó là bao nhiêu ạ? À? Nó là 20 25 000 Thì tôi hỏi các anh chị là trong 20 năm cái dĩa cơm sườn đó nó tăng lên bao nhiêu lần? Các anh chị, dĩa cơm sườn thôi cái giá thôi nha, cái giá của cái dĩa cơm sườn đó cái giá trị của cái dĩa cơm sườn á nó cái tăng cái dòng tiền lên á nó tăng cái giá thành lên là bao nhiêu ạ? À? Nó tăng lên gấp 5 lần Hai cái anh chị. Đó, đó là vật 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 giá leo thang. Nhưng mà giờ hỏi cái lương của các anh chị á, anh chị đi làm trong vòng 20 năm, cái lương các anh chị là bao nhiêu? Lương các anh chị bao nhiêu ạ? À? Lương các anh chị tăng bao nhiêu lần trong 20 năm? Nếu như lương của các anh chị á mà nó tăng được 5 lần có nghĩa là nếu như anh chị làm ra 5 triệu bây giờ anh chị tăng lên được năm lần có nghĩa là anh chị làm ra được 25 triệu sau 20 năm thì có nghĩa là anh chị đang dặm chân tại chỗ tại vì cái vật giá nó leo thang mà các anh chị cũng phải xài các anh chị phải ăn uống các anh chị phải đi chợ các anh chị phải mua tiêu anh chị phải mua để chi tiêu đúng không ạ thì thì vật giá nó nó tăng gấp năm lần thì đòi hỏi cái lương của các anh chị anh chị phải chi ra anh chị chi ra bấy nhiêu lần thôi nhưng mà lương các anh chị nó có tăng được năm lần không trong vòng 20 năm có tăng được gấp gấp nha gấp chứ không phải là tăng lên gấp được năm lần không ạ à? dạ yeah. nó tăng được không nếu như nó không nó tăng được gấp năm lần đi cho đi là tăng gấp năm lần có nghĩa là lương các anh chị 20 năm trước là anh chị làm 5 triệu 20 năm sau anh chị làm ra 20 triệu 25 triệu thì có nghĩa rằng lương của anh chị tăng gấp 5 lần anh chị đồng ý chưa ạ à? thì vật giá nó cũng tăng gấp năm lần coi như là anh chị dặm chân tại chỗ anh chị không có dư giả anh chị không có giàu có được tại vì tiền mình làm ra bao nhiêu mình chi nó đúng y bấy nhiêu thôi nhưng mà có một cái điều như này một cái điều này các anh chị nếu mình lương các anh chị á mà nó không tăng được gấp năm lần á thì các anh chị đang nghèo đi các anh chị nghèo nặng luôn đó đó là lý do tại sao mà bạn thấy bạn thời gian trôi qua thì bạn càng chặt vặt càng khó khăn mà làm việc cho vất vả đúng không ạ làm việc vất vả và nỗ lực cố gắng thì anh chị hiểu anh chị tự phân tích là anh chị biết là mình đang nghèo đi thì mình đang cố gắng mình có cố gắng cỡ nào thì nó cũng chỉ cỡ đó thôi tại vì vật giá thì leo thang gấp gấp năm lần tăng lên gấp 5 lần trong khi lương của mình thì sao ạ à? trong khi lương của mình thì sao các anh chị có tăng được như vậy không những anh chị nào đây mình có công việc cố định mình có một công việc ổn định. Và lương các anh chị là bao nhiêu một tháng? Anh chị nhá. Thì, thì anh chị có phải anh chị đang nghèo đi không? Mình đang nghèo đi mà mình không biết. Cái vấn đề là nghèo đi mà không biết các anh chị. Thì à, như thống kê đó mà. Tất cả các triệu phú, tất cả các tỷ phú giàu có nhất trên thế giới, họ đều đi làm kinh doanh các anh chị ha. Họ đều là những người thương nhân kinh tế. Họ đều là những người kinh doanh thành công nhưng mà nói về kinh doanh thì nó có một cái vấn đề cho nên anh chị cần phải lưu ý đó chính là gì ạ à? không kiến thức không trí tệ không hiểu biết thì kinh doanh bao nhiêu tiền thì đốt bao nhiêu tiền Hai các anh chị nha được không ạ cái này các anh chị phải đỏ là bao nhiêu số anh chị đây đi kinh doanh và mất tiền đấy các anh chị và có một cái bài học ngày hôm nay các anh chị được so sánh có nghĩa là anh chị được so sánh giữa cái câu chuyện mà anh chị tập đi, tập đứng, tập chạy với cái câu chuyện mà anh chị tập kinh doanh. Nó giống nhau. Cái cái chủ đích là nó khác nhau nhưng mà cái quá trình là nó giống nhau. Ha các anh chị, ha chúng ta cùng nhau phân tích lại câu chuyện này để cho anh chị có một cái bài học cho mình. Được không các anh chị? Anh chị phải giác ngộ, có nghĩa là mình phải mình phải gọi là giác ngộ bên trong á thì mình mới chịu đưa ra quyết định mới. Mình đưa ra quyết định mới, mình mới thay đổi cuộc đời mới được còn vẫn giữ những quyết định cũ thì không bao giờ có cuộc sống mới thể ra, được không ạ? vậy thì à, cái cái tối ngày hôm nay các anh chị được phân tích rất là rõ giữa một cái câu chuyện đó chính là gì? cái quá trình anh chị tập đi từ cái lúc mà anh chị đứng đi bò rồi đứng đứng rồi đi đi rồi chạy chạy rồi nhảy nhảy rồi tức đó cái đó là cái quá trình anh chị tập đúng không? cái chị hành trình anh chị tập tập đứng bằng đôi chân của mình Vậy thì cái việc mà các anh chị đi kinh doanh á nó cũng y chang cái quá trình đấy. Các anh chị ha. Cái bản chất như nhau. Khi mà các anh chị đứng được anh chị đứng được trên thương trường. Anh chị đứng được anh chị có thể làm chủ được cái cuộc đời các anh chị, làm chủ được công việc kinh doanh của các anh chị. Thì lúc đó là giống như là các anh chị đang gì ạ? Anh chị bắt đầu đứng. Anh chị bắt đầu đi kinh doanh là các anh chị bắt đầu đã tập đứng rồi đó. Nhưng mà nếu như mà các anh chị nào ở đây mà anh chị chạy được, có nghĩa là anh chị lúc mà anh chị kinh doanh làm ra tiền á cái là đó anh chị qua được cái giai đoạn chạy rồi anh chị vô không ạ à? nó giống như là qua cái giai đoạn là anh chị đã tập chạy được rồi nhưng mà có một cái điều cái này các anh chị một cái vấn đề nằm ở đây nè một cái vấn đề nằm chỗ này các anh chị đó chính là hồi xưa một cái điều mà nó gọi là nó cay đắng nhất cuộc đời luôn rồi nó nó cay nó cay cay giá nhất mà thật sự là thật sự mà tôi phải nói rằng là bản thân của tôi cũng bị ảnh hưởng tất cả chúng ta đang bị ảnh hưởng trong cái điều như thế này ha các anh chị Tất anh chị công nhận với theo rằng là khi mà các anh chị học đi á, anh chị học đi học đứng á, thì ai cũng ủng hộ các anh chị không? Ha, anh chị học đi học đứng như dư dư anh, gia đình các anh chị có phải ai cũng ủng hộ các anh chị không? Anh chị mà té là ông bà cha mẹ anh chị em là ai cũng ủng hộ các anh chị, ai cũng khen các anh chị ha. Anh chị gì vừa đi được chút xíu là khen thôi là khen. Ha các anh chị. Rồi thứ nhất là nói về cái vấn đề mà anh chị học đi á thì anh chị có người khen nên anh chị đi nó dễ đó mà anh bao nhiêu số anh chị công nhận là cái lúc mà tập đi nó cũng không có không hề không hề dễ đâu các anh chị và cái việc mà các anh chị đi kinh doanh thì nó cũng là ná vậy thôi nó không có gì khác đâu các anh chị nhé đi kinh doanh cũng phải học mà tập đi cũng phải học nó không có gì khác nhau hết đó cuối cùng cũng phải học rồi cuối cùng cũng phải gì cũng phải tập cũng phải tự vặn thân của mình thôi chứ nó không có gì khác nhau hết nhưng mà cái vấn đề là trong cái quá trình mình học đi á, là mình có người ủng hộ mình có người gọi là động viên đó và mình có một cái hình mẫu để mình nhìn các anh chị mình tất cả mọi người là đều đi được tất cả mọi người xung quanh của chúng ta là họ đều làm được họ đều đi được nên là chúng ta nhìn vô đó chúng ta có một cái niềm tin là trước sau gì mình cũng đi được hai các anh chị nhưng mà trong công việc kinh doanh thì nó lại chơi ngược lại các anh chị trong công việc kinh doanh nó thì nó là bị đắng cay là nó bị ngược lại nó ngược như thế nào nó ngược như thế nào đây đó chính là gì ạ? À? khi mà các anh chị đi kinh doanh không ai ủng hộ các anh chị hết anh chị mà bước chân ra anh chị kinh doanh thử coi cha anh chị nói mẹ nói chồng nói vợ nói hàng xóm nói cha mẹ chồng nói cha mẹ vợ nói em trai nói tất cả mọi người đều phản công các anh chị khi anh chị đi kinh doanh anh chị công nhận không và một cái yếu tố số 2 nữa đó chính là gì ạ? À? tất cả những cái người xung quanh các anh chị Họ không có thành công. Họ không kinh doanh thành công nên là họ anh chị không có một cái hình mẫu để mà anh chị nhìn thấy là đi kinh doanh cái thế giới mình chỉ giàu có. Đây là cái chuyện mà nó đã xảy ra trong cái cuộc sống của chúng ta. Và anh chị biết không ạ, nó làm cho trí não của mình nó làm cho tâm can của mình nó làm cho tim gan của mình mình khao khát giàu có bao nhiêu thì mình bị dập bấy nhiêu. mình mình đi kinh doanh mình làm giàu đúng không ạ? Nói tới kinh doanh nó là sao anh chị? Mình mình mở miệng mình nói hai từ kinh doanh thì người ta sẽ nói mình lừa đảo. Mình nói mình đi kinh doanh thì người ta nói mình là gì ạ? Ờ, kinh doanh là gian thương, kinh doanh là lừa đảo, kinh doanh là gian thương, kinh doanh là cái gì gọi là không tốt, kinh doanh là gian xảo. Giữa có người gian xảo với kinh doanh. Thêm hỏi các anh chị á nếu như mà các anh chị không có không có người bán hàng thì các anh chị đi ra đường á, các anh chị mua đồ ăn ở đâu nước ở đâu anh chị uống đồ ở đâu anh chị mặc các anh chị hiểu không ạ à? tại sao mình có thể phủi những cái người mà mang đến cho mình những cái cái sản phẩm để mình sử dụng trong khi mình là có thể phủi họ như thế được chứ vậy thì các anh chị phải đặt cái câu hỏi đó chính là gì ạ tất cả chúng ta không có ai tất cả chúng ta đều là nạn nhân hết tất cả chúng ta đều là nạn nhân hết và bản thân của thư cũng sinh ra trong một gia đình không có may mắn và giàu có thư cũng có vùng quê đi lên và tất cả chúng ta ở vùng quê thì anh chị biết rồi có ai làm kinh doanh thành công đâu có ai đi làm kinh doanh đâu phải chi mà ở trong sài gòn luôn mà ở trong sài gòn là đắt chặt người đông có nhiều người thì cái nơi nào mà có đông người thì ở đó nó sẽ giao thương nó mới nhiều có nghĩa là người bán có người mua có thì nó giao thương nhiều hơn cái dòng tiền nó đổ tới nhiều hơn thì cái người kinh doanh nó đông nó tập trung ở sài gòn nhiều hơn ở tỉnh lớn nhiều hơn còn bản thân theo là được sinh ra trong vùng quê đó anh chị nên thành ra là ở xung quanh của mình không ai làm kinh doanh cả mà anh chị nghĩ đi từ 18 tuổi từ nhỏ cho tới lớn ai cũng ám thị mình rằng là kinh doanh không thành công đâu chỉ có phải đi làm kiếm cho mình một công việc làm thuê ổn định thì mới may ra là mới tốt đẹp được thôi. Nhưng mà thực sự có tốt đẹp không các anh chị? Anh chị làm 20 năm trong khi mình vẫn cứ nghèo đi. Đúng không ạ? Ngay cái lúc đầu anh chị đã bị định hướng nghề nghiệp nó đã bị không đúng rồi. Và các anh chị công nhận rằng là tất cả những cái người ca sĩ, diễn viên hay là những cái người cầu thủ bóng đá tất cả mọi người dù họ có ở có làm ra bao nhiêu tiền thì cuối cùng họ cũng phải kinh doanh thì không có giàu thôi ca sĩ mà không kinh doanh thì vẫn đói mèo các anh chị nha anh chị có thấy không ạ à, tất cả ca sĩ giờ chuyển qua bán hàng hết rồi diễn viên là chuyển qua bán hàng hết rồi đó không kinh doanh không bán hàng thì thì họ không có tồn tại đâu các anh chị không có giàu có được đâu các anh chị và có một cái ý mà các anh chị cần phải hiểu đó chính là gì ạ một cái ý nó rất là lớn ở đây đó chính là thứ nhất không ai động viên các anh chị không ai ám thị dùm cho các anh chị cả không ai giúp các anh chị không ai cho các anh chị một cái động lực một cái tinh thần để anh chị đi kinh doanh. Tại vì khi mà anh chị nói kinh doanh là người ta đã phạt các anh chị rồi, người ta đã phạt cho mặt các anh chị rồi. Anh chị nói anh chị đi làm giàu là người ta đã phản đòn các anh chị liền rồi. Mà đâu phải một người các anh chị, mà là hàng trăm người hàng chục người hàng triệu người. Vậy thì em hỏi các anh chị mà ai mà chịu nổi chứ? Cái tâm trí nào mà có thể chịu nổi trước cái nghịch cảnh như vậy chứ các anh chị? Anh chị công nhận không? Ai mà chịu nổi đây? anh chị có chịu nổi không làm sao mà chịu nổi mình mới vừa có ý định kinh doanh thôi mình ra mình hỏi cha hỏi mẹ mình là bị dập rồi đó hỏi cha hỏi mẹ là bị dập ngay lập tức rồi đó nghĩ sao vậy lo đi làm thuê kiếm công việc ổn định đi cho nó ăn, an lành rồi mình ra mình nói chuyện với là gì à, với, với đồng nghiệp bạn bè của mình là nó dập thêm đợt nữa mình nghĩ sao vậy nhìn mày như gì mà đi kinh doanh nghĩ mình làm được không rồi một khi mà mình gặp ai nữa mình gặp một cái người này đó mình ngưỡng mộ hay dụ như thầy cô hay gì ấy đi mình hỏi mình dập thêm đặng nữa phạt hết vô mặt mình luôn thì em hỏi các anh chị là cái trí não mà chịu cho nổi cái trí não con người mà con người nó có cảm xúc mà các anh chị ai mà chịu cho nổi các anh chị hình không ở đây là chúng ta cần phải có một cái sự chúng ta phải tự bảo vệ mình nếu như các anh chị nào đây mình có một cái động lực một cái khác cao to lớn để mà các anh chị làm giàu khác cao to lớn để các anh chị đi kinh doanh để mà xây dựng tương lai thành công của mình ấy thì anh chị cần phải có một cái nghệ thuật anh chị phải tự bảo vệ mình. Anh chị phải không được cho phép những cái lời nói đó nó tác động lên mình. Mình phải tự kỷ ám thị các anh chị, anh chị phải có một cái nghệ thuật đó chính là tự kỷ ám thị. Và những cái gì mà người ta ám thị ngoại vi các anh chị ở bên ngoài á nếu như anh chị không cho phép thì nó sẽ không vào được tâm trí của anh chị. ha cái khu vườn tâm trí của các anh chị á thì chỉ có anh chị mới là người bảo vệ thôi nên nếu như ai ám thị những điều không tốt cho các anh chị anh chị đừng cho phép nó lọt vào não bộ của mình đừng có để họ lấy đi cái năng lượng cái sự nhiệt huyết của các anh chị đó là cái đó người ta gọi là những con ma hút máu các anh chị nhé yes nó không khác gì là một loại covid mạng các anh chị nó không khác gì là một loại covid mạng nó lan truyền nó làm hao mòn cái sự nhiệt huyết của các anh chị cái sự khao khát của các anh chị cái sự đam mê của mình nó hút nó hút hết các anh chị nhé nên nếu như mà các anh chị ở đây mà mình để cho những cái con ma hút máu đó nó hút mình thì anh chị sẽ gì ạ anh chị sẽ mất đi năng lượng anh chị sẽ mất đi nhiệt huyết anh chị sẽ mất đi cái cái nhiệt huyết của một con người và anh chị lại sẽ quay trở về sống một cuộc sống tầm thường và ngày qua ngày sáng qua đêm cứ đi làm hết rồi về tới nhà rồi ngủ nghỉ rồi coi phim Rồi hết ngày hết giờ hết tháng hết năm. 80 năm cuộc đời nó diễn ra diễn lại đúng cái cảm đó. Anh chị sống dài lắm anh chị biết không? Anh chị sống trên, sống trên 80 năm, sống gần cả trăm tuổi, sống dài lắm chứ không có phải là sống ngắn hạn đâu. Hay là đừng có để mà cuộc đời mình trôi qua mà nó lãng xẹt vậy các anh chị. Mà chúng ta hãy còn nhiều cái thứ trên cuộc sống này, còn nhiều điều tuyệt vời cho các anh chị khám phá lắm tại vì chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi, chúng ta đâu được sống hoài đâu các anh chị, không có sống nhiều đời đâu ạ à. ok không ạ? À? vậy thì nếu như anh chị nào ở đây mình khao khát một cái cuộc sống thành công, mình khao khát một cuộc sống giàu có, mình muốn đi cái con đường của những người giàu là mình học cách kinh doanh và mình làm kinh doanh, thì các anh chị phải có được một cái năng lực, anh chị phải có được một cái năng lực như sau, đó chính là năng lực tự bảo vệ mình, tự kỹ ám thị và chỉ chấp nhận những cái điều gì khu vườn tâm trí của mình những điều tuyệt vời thôi còn những điều không tuyệt vời là phải biết lại đi còn không á là bạn sẽ bị những người xung quanh ám thị bạn trở thành cái con người mà họ muốn họ sẽ ám thị bạn cho bạn không ngóc đầu lên được luôn họ sẽ ám bạn cho đến khi nào bạn nghèo giống như họ mà thôi họ sẽ ám bạn cho đến khi nào mà gia tộc của bạn phải điêu đứng thì thôi anh chị nhé chỉ bằng một cách duy nhất thôi thì Chúng ta phải tự kỹ ám thị Nếu như họ nói Kinh doanh là lừa đảo Thì anh chị hãy nói Kinh doanh là chân chính Kinh doanh là trao trị cho mọi người Kinh doanh là để giúp cho mọi người Giải quyết vấn đề của họ Và tôi cho nên giàu có Nếu như họ nói Bạn không làm được đâu Thì các anh chị phải tự mở miệng Rồi mình nói Tôi làm được Người khác không làm được Nhưng tôi làm được Bạn không làm được Nhưng tôi làm được Nhưng mà các anh chị nên nấu cho một mình mình nghe thôi Đừng có nói cho họ nghe Tại vì cãi tay đâu với cái người mà họ đã đứng, 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 cài, Đừng, đừng, đừng có cãi tay đâu với họ nghe anh chị Cãi tay đâu cãi cãi lại đâu Thứ hai nữa là mất năng lượng các anh chị nha. Ừ cãi tay đâu mất năng lượng Cãi với cái người mà họ ngang ngược á không bao giờ thắng ngang chị chị thôi thắng hết đó và cũng hôm nay cãi làm gì các anh chị nha mà mình phải tự ám thị mình được không các anh chị anh chị phải tự ám thị mình nếu như họ nói rằng các anh chị không làm được thì các anh chị phải tự nói bạn không làm được như tôi làm được ừ tôi làm được đó còn nếu như họ nói rằng là kinh doanh không thành công thì anh chị nói rằng là gì đó? kinh doanh là con đường giúp cho tôi cho nên giàu có kinh doanh giúp cho tôi thịnh vượng kinh doanh giúp cho tôi trao chị cho mọi người kinh doanh giúp cho tôi trở nên giàu có kinh doanh giúp cho tôi bùng nổ và số bùng nổ lợi nhuận chỉ có con đường kinh doanh thì anh chị mới biến được lợi nhuận một năm trở thành lợi nhuận một tháng thôi còn không có cái nghề nào tự nhiên anh chị đang đi làm thuê 10 triệu một tháng cái là anh chị áp dụng luật hấp dẫn áp dụng luật hấp dẫn kiểu gì mà mà tháng sau tự nhiên cái cái cái, cái doanh nghiệp đó cái công ty đó trả lương cho anh chị gấp đôi đâu có đâu nên là nếu như anh chị muốn mà thu hút tiền bằng lửa hấp dẫn thì anh chị phải có một cái công cụ cho mình. Chứ là cái công cụ chị phải biết cách kinh doanh các anh chị. Một cái một cái nghề một người kinh doanh như các anh chị. Được không các anh chị? Ơi? Và nói về kinh doanh thì các anh chị phải hiểu một ý nữa. Đó chính là gì ạ? Anh chị phải có hai cái 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 công cụ mà giúp cho chị tạo ra tiền. Anh chị phải đi bằng hai chân. Một đó, đó chính là anh chị phải kinh doanh để tạo ra tiền. Thứ hai là anh chị hãy biết dùng cái số tiền đó để đầu tư gia tăng tài sản. Nếu như anh chị đi bằng hai chân như thế này, thì anh chị sẽ có một tương lai cực kỳ giàu có đó, các anh chị nhé. Và có một cái điều đó chính là gì? Anh chị có biết được rằng là bao nhiêu số anh chị ở đây nhà của các anh chị ở mặt mặt đường các anh chị, đường đường lớn, đó, đường rộng á. Bao nhiêu số anh chị ở đây nhà các anh chị nó ở mặt đường rộng á các anh chị cái những là cái đường lớn đó, thì anh chị có để ý rằng là mỗi cái mặt bằng mỗi cái nhà là mỗi cái mặt bằng mỗi cái mặt bằng là mỗi cái sốt các anh chị có để ý không à các anh chị hãy để ý nha ví dụ như anh chị về tỉnh của các anh chị, anh chị đi anh chị đi ngang qua anh chị để ý cái đường đó nó sẽ có bao nhiêu cái sốt anh chị để thử nha anh chị để ý thử có nghĩa là cứ 3 tháng hoặc là 6 tháng 6 tháng 3 đến 6 tháng anh chị hãy đi lại cái con đường đó và anh chị để ý cái biển cái biển hiệu đó ví dụ như là tháng này cái biển hiệu nó là gì ạ à? là là bán sốt quần áo mini đúng không thì ba tháng sau cái biển đó nó sẽ đổi thành cái tên khác cái biển đó nó sẽ thành là là bán quần áo trẻ em anh chị không ạ à? tại vì sao anh chị biết không anh chị biết sao mà cứ 3 đến 6 tháng là cái 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 mặt mặt bằng đó nó sẽ bị đổi cái cái sốt không đổi cái, cái cái thương hiệu không, đổi cái sản phẩm không ạ? Anh chị hiểu lý do tại sao không ạ? Rất hiếm để mà anh chị thấy được một cái cửa tiệm nào đó mà nó tồn tại trong vòng uh, nhiều năm đâu. Anh chị biết lý do tại sao không? Tại vì sao? Tại vì nó phá sản đó, chị <laughs> phá sản nó bán không được, bán không được phá sản thì bắt đầu sao? Thì đổi bán phá sản thì trả mặt bằng. Trả mặt bằng thì sẽ có người khác nhảy vô thuê mặt bằng đó rồi kinh doanh nữa. Nên các anh chị phải hiểu rằng là người đi kinh doanh thì rất nhiều, nhưng mà không phải ai cũng kinh doanh thành công đâu các anh chị. À, người đi kinh doanh thì nhiều lắm. Anh chị có thấy không ạ? Trên tất cả cái mặt đường anh chị đi từ Sài Gòn bất kỳ con đường nào, trên cái mặt bằng nó luôn là một cái chủ, một người chủ kinh doanh một cái mặt hàng gì đó và anh chị đi ra chợ thì anh chị thấy không một cái rạp chợ như thế là sẽ là một người bán hàng và em bước vô cái chợ em không hiểu rằng là chợ về rồi bán gì em biết khi nào mới mới có tiền để nuôi sống gia đình đi Các anh chị hình dung mà mình nhìn mình sốc dùm tại vì họ không có một cái nghệ thuật kinh doanh họ không có biết về kinh doanh các anh chị họ rồi có nhiều cái số anh chị đi ngang qua anh chị không ạ mở cửa ra xong rồi ngồi chầu khách hàng tới thứ nhất nè mở cửa hàng ra chưa kể rằng là thức ăn thức uống nguyên vật liệu là sắm hết rồi để sẵn đó rồi bàn ghế rồi cũng sắm sửa hết rồi dàn dinh bố trận ra đó xong rồi chủ rồi cộng với nhân viên ngồi chờ chờ khách hàng tới cái em đi ngang qua em thấy em nói rồi rồi, rồi rồi khi nào rồi mới có thể giàu có được trời kinh doanh kiểu này thì đến khi nào mới có thể giàu có được kinh doanh mà các anh chị ngồi mà anh chị dàn dinh bố trận đúng ông đèn điện thì trong sáng trưng đèn từ trong nhà đèn trên, trên sàn đèn ở ngoài cửa đèn tất cả mọi thứ đều trang sáng trưng hết Nậu mà cái tiền mặt bằng với tiền nhân viên mà cái tiền mà gọi là tiền đèn đó thôi là là lỗ rồi các anh chị mà ngồi chầu trực như thế này để em hỏi các anh chị là đến khi nào mới có thể giàu có được với cái công việc kinh doanh như vậy với một cái trí tệ đi kinh doanh nó như vậy các anh chị chị hình dung không có bao giờ anh chị tự hỏi rằng là những cái người họ có doanh nghiệp triệu đô, họ có doanh nghiệp, nổ, tập đoàn tỷ đô, họ có thể tạo ra thu nhập từ công việc kinh doanh của họ hàng tỷ, hàng chục tỷ hàng tháng. trong đầu họ có cái suy nghĩ gì, họ có năng lực gì không? có bao giờ anh chị tự hỏi điều đó không? có bao giờ anh chị hỏi rằng là hay là mình phải học những cái tư duy trí tuệ của họ, mình phải có tất cả những tư duy trí tuệ của họ, kỹ năng của họ, hiểu biết của họ thì mình đi kinh doanh ít nhất mình cũng sẽ giống họ, anh chị hay là các anh chị chỉ có một chút tiền xong rồi được cha mẹ cho thêm xong rồi kỹ rằng góp góp được bao nhiêu tiền đó xong rồi vay vốn thêm của ngân hàng đổ tiền ra kinh doanh bậy bạ làm đại ra bán được thì bán bán được thì thôi không? sao các anh chị nghĩ đơn giản quá vậy nguyên cả cái tương lai của các anh chị nguyên cả gia đình của các anh chị con cái của các anh chị dòng tộc của các anh chị mà anh chị lại đặt vô một cái sự gì à? hiểm nguy như vậy sao? Và này em nói với anh chị rằng là cái gì trên đời này cũng có thể học được. Nếu như các anh chị muốn kinh doanh á, các anh chị hãy đi học kinh doanh đi. Anh chị hãy tìm cho mình một cái người có theo chuyên gia chỉ cho các anh chị những cái tư duy hàng đầu của thế giới, đó. những cái người mà đang kinh doanh hàng đầu thế giới họ đang nghĩ cái gì, họ đang chứa cái gì trong đầu, họ đang biết cái gì, các anh chị, anh chị phải biết cái đó đi để anh chị đi làm thì làm được mà đi kinh doanh là phải trở thành cái người kinh doanh thành công phải sở hữu doanh nghiệp triệu đô phải tạo ra được lợi nhuận thì mới gọi là một người doanh nhân thành công còn đi bán buôn mà ngồi chờ chật khách hàng tới không có lợi nhuận thì đừng có làm nữa các anh chị ạ à. đừng có bao giờ nói rằng là tôi đăng hàng trên mạng sao tôi không thấy có người mua tôi mở cửa hàng ra sao không thấy có ai tới bán hàng như thế mà gọi là bán hàng sao kinh doanh như vậy thì người ta giàu hết rồi các anh chị nhá kinh doanh mà thực tế nó dễ như vậy thì ai cũng giàu hết rồi. Các anh chị có biết là có rất là nhiều Rick kích không mà. Họ uh, ra họ đi kinh doanh và họ uh, cha mẹ của họ rót vốn cho họ. Họ kinh doanh, họ mở shop, mở tiệm. Rồi anh chị xem thử họ có giàu được không? Bởi vì sao không có tư duy không có kiến thức thì bao nhiêu tiền cũng đốt hết các anh chị nhé. Yes. Và bao nhiêu số anh chị đây mình cũng là ạ? À? có sẵn tiền trong tay xong rồi các anh chị cũng bước ra kinh doanh rồi các anh chị cũng tập tệ đầu tư đầu tư được tiếp gì đó rồi cuối cùng rồi giờ cũng trắng tay rồi có không ạ à? đơn giản thôi chưa học chưa biết chưa có công thức chưa có trí tuệ và theo rất là may mắn các anh chị theo rất là may mắn đó chính là gì theo đã trải đời từ 18 tuổi đến 25 tuổi và theo đi ra đời may mắn là gia cha mẹ mình không có rót vốn cho mình thật sự là hồi xưa theo vay mẹ mình 10 triệu để theo đi kinh doanh thì cũng đi kinh doanh theo kiểu rằng là không có tư duy không cái kiến thức Thì vay 10 triệu với mẹ mình Và mẹ theo đã cho thêm 10 triệu đó Có một cái điều đó chính là mẹ theo không Cha mẹ theo không có giàu có để có nhiều tiền để đổ cho theo Và anh chị biết không mà theo vay cha mẹ theo 10 triệu đó theo làm kinh doanh Sau đó theo nợ gấp đâu số tiền <laughs> Nghe anh chị nha và cái cái gấp đâu số tiền đó ai trả mẹ mình trả cho ai đó rất là may mắn cho theo đó chính là là từ cái cục nợ đó thì không bao giờ vay tiền của cha mẹ nữa và theo nói rằng là có nhiều thì xài nhiều và và, và cho đến 25 tuổi thì cũng vặt vả ra thì cũng không biết làm sao hết các anh chị không biết làm sao để mà ra tiền không biết kinh doanh sao ra hàng ra tiền thì cũng đã từng sách những cái mặt hàng thì chạy đâu chạy đốn ra ngoài những cái cửa tiệm để chào hàng người ta nhưng mà cũng không hiệu quả được và bây giờ bây giờ các anh chị biết rằng là nó đã có internet hết rồi các anh chị kinh doanh bây giờ nó sẽ anh chị phải chuyển qua internet chứ không phải là ngồi mở cửa tiệm ra rồi ngồi chầu cho khách hàng nữa đâu các Được. anh chị bây giờ mà các anh chị đi chiến lược đó là anh chị chỉ có có đường lùi thôi không có đường tiến đâu các anh chị nếu như mà các anh chị kinh doanh mà anh chị còn mở tiệm Thì em nói anh chị là tư duy anh chị lão thờ mình chị không bao giờ thắng nổi không bao giờ giàu có nổi rồi các anh chị nhá bao nhiêu số anh chị đây vẫn còn dự định là mình sẽ mở cửa tiệm để mình bán cái gì đó các anh chị thì nói các anh chị anh chị làm đi 6 tháng phá sản tại vì sao 6 tháng là coi như là dấu liếm rồi nó đi hết rồi rồi vay 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 hàng xóm vay cha vay mẹ vay ông vay bà bán đất bán đồ bán tất cả thứ là bán hết rồi nó có mới cầm cự được 6 tháng đến năm người thì nhiều nếu mà nhiều nhiều người, người có nhiều tiền hơn thì cầm cự được năm người có nhiều nữa thì cầm cự được hai năm người có nhiều tiền nữa thì cầm cự được ba năm còn người không có tiền thì sao cầm cự được 6 tháng rồi tuyên bố phá sản xong rồi cuối cùng sao đi làm thuê lại Bà sơn chị thấy nó quen quen giống giống trong cái cuộc sống nghe anh chị ạ à? hàng cái anh chị em nói với anh chị rằng là bây giờ mình mình nên đi học kinh doanh đi các anh chị thương nhân kinh tế ở trên cuộc đời này cũng nhiều lắm và anh chị nên đi học từ những cái người mà họ đã là chuyên gia và họ có thể chia sẻ cho các anh chị và cái công thức có thể áp dụng được rồi em tôi nói các anh chị là bao nhiêu số anh chị đây mà đang kinh doanh theo kiểu rằng là mình phải lo rất là nhiều thứ mình lo khách hàng rồi mình lo sản xuất rồi mình lo công cụ rồi mình lo pháp lý lo giấy tờ chạy đông chạy đáo đi lo cái nọ lo kia lo từ trên xuống dưới lo từ dưới lên trên lo từ trong ra ngoài lo tất cả mọi thứ em á, là em là cái người chủ ở đây nên là em phải lo hết em phải lo từ a tới z lo nhân viên lo tất cả lo nỗi lo với nhiều thôi là không có năng lực hút tiền à, các anh chị nha kinh doanh mà anh chị hiểu mà nếu mà anh chị lo như thế thì anh chị có năng lực để mà tạo ra dòng tiền lớn được trong cái công việc kinh doanh các anh chị không có tạo nổi không hay là áp lực hay là bị chết các anh chị hay là anh chị áp lực hay là anh chị bị chết bị chết hay là bị áp lực hay là bị nỗ lực nghịch đảo Không có nổi với nhiêu thôi là bị chết rồi các anh chị nhé nên em nghĩ các anh chị nên là mình nên đi học kinh doanh và mình chỉ tập trung vào một thứ thôi và trong cái chương trình doanh nhân chạm tới hóa vàng của câu lạc bộ các okay, anh chị thật sự các anh chị ha anh chị nếu mà anh chị chịu học anh chị chịu rèn với những cái với cái chương trình doanh nhân chạm tới hóa vàng đó anh chị sẽ có những cái trí tuệ của những người doanh nhân hàng đầu thế giới và đó là công thức anh chị đã ứng dụng rất là nhiều rồi và bao nhiêu số anh chị đây mình có có một cái người anh Hồi chiều thì mới cập nhật cái thành công của anh ấy công việc kinh doanh của anh ấy đã mở rộng ra được uh, uh, một một tỉnh các anh chị nhé ban đầu là một thôn số lên một 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 nói chung là đã lên được tỉnh rồi anh chị mở rộng lên được tỉnh rồi và thứ nghe xong là theo nói anh nói là nếu mà anh đã xong cái tỉnh này là coi như là ngon lành đó coi như là công việc kinh doanh ổn định và tạo ra thu nhập thụ động cho anh luôn và bây giờ thì sau đó anh tập trung anh phát triển tư duy tiếp cho anh chị ha tuyệt vời không ạ thì nó cũng tuyệt vời thôi tuyệt vời hơn cái lúc mà trước đó nó quy, quy mô một chồm cô công việc vô một trò mà nhà nó mở ra rồi một nó ti nó ti là nó chưa ra nước ngoài nhưng ít ra nó cũng lên được một tỉnh các anh chị ha cũng tuyệt vời đúng không ạ không ừ, quá tuyệt vời chứ còn gì nữa các anh chị nên là anh chị học cái chương trình Cho nhân cho tôi học vàng thật sự nếu như mà anh chị học bên ngoài đó thì em nói là em không biết là ai có thể dạy cho các anh chị và bao nhiêu tiền để anh chị có thể học được nhưng mà những cái chương trình rèn luyện của câu lạc bộ của các anh chị ha nó có một cái môi trường cho các anh chị với một cái điều kiện mà em nghĩ tất cả anh chị nào đây dù lớn dù bé dù nhỏ dù to dù giàu dù bé gì á anh chị nào cũng có thể tham gia được hết cái điều kiện nó rất là cơ bản với bất kỳ anh chị nào đủ cái khao khát anh chị đều có thể tham gia được dù là uh, mẹ bỉm sửa sữa hay dù là ai tất cả mọi người em nghĩ rằng là khao khát là đều có cơ hội tham gia còn với những cái chương trình anh chị muốn học ở bên nước ngoài học từ thầy nọ thầy kia thầy đồ cái gì em biết em nghĩ rằng là chỉ có số ít người mới có cơ hội đi học thôi đây nên là cái chương trình rèn luyện doanh nhân tạo ra hóa vàng câu lạc bộ đó là một cái phần quà giống như là được 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 đặt ra, được tạo ra để dành cho những anh chị nào khao khát có cơ mong muốn học kinh doanh để mà anh chị có thể kinh doanh để mà anh chị có thể tạo ra dòng tiền cho các anh chị. Với bất kỳ anh chị nào ở đây anh chị đều có cơ hội được học hết. Nó rất là đơn giản để cho anh chị có thể sở hữu được và anh chị học được. Và học qua online như thế này thì em nghĩ ai cũng có thể học được và nó có một cái môi trường cho các anh chị học xong anh chị rèn luyện anh chị thực hành chứ mà học xong mà không có môi trường thực hành thì cũng chút quốc các anh chị đúng không ạ học đi học đứng gì thì cũng phải có cha mẹ ủng hộ mà anh chị nhớ không cái Nên đó là theo đang mở đường cho các anh chị nếu anh chị nào đây mình cảm thấy rằng là mình không có một cái 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 công cụ tốt để anh chị tạo ra tiền thì đó là cái con đường nhanh nhất để giúp cho các anh chị chỉ sau 6 tháng anh chị có thể biến được lợi nhuận một năm trở thành lợi nhuận một tháng nếu như một năm của okay, các anh chị anh chị chỉ làm ra được như hồi xưa đó một tháng theo làm ra có 5 triệu mà. mà thì theo làm khoảng 10 năm á quay qua xin lỗi 10 tháng thì theo mới có được 50 triệu anh chị công nhận không mà làm không biết giữ nữa thì cho đến khi mà mình biết cách kinh doanh mình học chương trình mình biết cách kinh doanh mình biết kỹ năng này kia mình tạo ra một tháng 100 triệu lợi nhuận đó là cái tháng đầu tiên của mình sau khi mình ứng dụng là mình có 100 triệu lợi nhuận có phải là bằng mình làm một năm đó có nghĩa là trước đó mình phải làm một năm mình mới lội ra được cái lợi nhuận đó trong khi mình chỉ là mình biết cách kinh doanh thôi mình biết cách uh, biết cách kinh doanh đúng mình biết cách là kinh doanh đúng đúng đắn thì kia thì đâu có gì đâu các anh chị kinh doanh là đôi bên cũng có lợi mà thì mình chỉ, mình đã tạo được cái thu nhập cho mình rồi vậy thì có phải rằng là bằng cái việc mà mình đi làm một năm có phải là biến là như một năm thêm một tháng không các anh chị được mà và theo rất là may mắn cái cơ hội cuộc cuộc sống của theo được thay đổi nhờ cái việc mà theo sở hữu cái chương trình trí tuệ này và thật sự là bản thân của theo vẫn còn phải cài đặt thêm tại vì nó có những cái niềm tin tư duy ở trên thế giới hàng ngày nó đều được cập nhật cập nhật vào các anh chị. Ví dụ như một năm sau là sẽ có những cái tư duy chiến lược mới thì nó đều được cập nhật vào trong đó thì hầu như các anh chị sẽ được nhận luôn. Tại vì anh chị được sở hữu anh đăng ký một lần là anh chị được sở hữu cả đời mà. Vậy thì ngày hôm nay các anh chị sẽ được uh, hiểu cho theo đó chính là một cái công cụ giúp cho anh chị làm ra tiền. Uh, để mà anh chị có thể thay đổi được cái dòng tiền các anh chị bùng nổ anh chị phải làm một cái nghề kinh doanh và đặc biệt đó chính là anh chị phải tự kỷ ám thị tốt nếu như anh chị muốn đi con đường này anh chị phải là người tự đứng được trên đôi chân của mình anh chị muốn đứng được trên đôi chân của mình thì anh chị phải kỷ luật tốt anh chị phải tự kỷ ám thị tốt anh chị phải không được bị người khác ám thị mình anh chị mà để người khác ám thị ngoại vi là coi như chất rất quốc không có đi được cái con đường này đâu anh chị nha anh chị anh vô hộ. anh chị phải có năng lực tự kỷ ám thị tốt có nghĩa rằng là nếu như người ta nói bạn không làm được đâu thì anh chị phải nói tôi làm được nếu như anh chị nói rằng là bạn không có thành công được đâu thì anh chị nói là tôi có nào cũng thành công hết mà không làm được cho tôi làm được anh chị ok mà và nếu như người ta nói kinh doanh là này kinh doanh là là gian thương ờ đi làm thuê như tôi vậy nên thế này để cho nó an phận đi làm thuê như tôi vậy mới là người tốt ti ti mà nghèo ti ti mà túng thiếu vậy chứ mà tôi là người tốt ủa chứ bộ người đi kinh doanh phải người tốt hay anh chị ở trên cuộc đời này rất là công bằng nha vũ trụ rất là công bằng các anh chị anh chị sống có nhân có đạo có đức Rồi là anh chị sẽ được người có nhân có đạo có đức có giá trị với người đời thì anh chị mới có tiền còn anh chị mà sống mà sống tốt nhưng mà anh chị không có giá trị với ai thì anh chị cũng không có tiền đâu các anh chị nhé nhớ yeah. và nếu như mà anh chị những cái số tiền và anh chị hãy nhớ rằng là và một cái điều nữa các anh chị ha anh chị nhớ em nhớ em dặn là tự, tự kỷ ấm thị và anh chị biết không ạ giai đoạn đầu đó, em theo với tự kỷ ám thị mình rất nhiều. Ha, tự kỷ ám thị rất nhiều luôn và và đó là lý do mà tại sao trong môi trường câu lạc bộ có cái chương trình rèn luyện 60 ngày để gì vậy? Để ám thị các anh chị để tự kỷ lại đó, để giúp anh chị tự kỷ lại đó. Ha các anh chị nha, nên là cái vụ mà tự kỷ ám thị đó, em theo biết rằng là chưa dễ đâu. Thật sự luôn á không có dễ. Bản thân của theo mà vượt qua được đến cái đến cái giờ phút này là theo nói là theo cũng đã đỉnh cao rồi đó các anh chị và anh chị vượt qua được cái vòng ngữ xe đó nó giống như là cái vòng ngữ xe vậy đó anh chị mà đứng trước anh chị đứng trước một cái màn hình mà hàng trăm người phỉ bổ các anh chị hàng trăm người họ kéo các anh chị hàng trăm người họ nói các anh chị mà anh chị vẫn như không thì lúc đó anh chị đã đứng bằng đôi chân của mình được rồi <laughs> ok không ạ nó đến từ cái việc là anh chị phải tự kỷ giám thị mình rất tốt các anh chị nhé anh chị rèn luyện được không anh chị sẽ rèn luyện từ kỹ âm thị mình không ok không nè và hãy bảo vệ mình các anh chị nhé đó là cái ý đó là cái ý rất là lớn trong buổi học ngày hôm nay và uh, một cái phần quà một cái phần quà dành cho các anh chị tức là nếu như anh chị mong muốn kinh doanh thật sự là nếu mà chỉ cho anh chị như vậy nhưng mà anh chị không biết học ở đâu thì thì cũng cũng đâu có được đúng không ạ? Phải chỉ cho anh chị từ nơi chứ. À thì nếu như mà anh chị muốn học rồi thì anh chị có thể tham tham vấn cái chương trình doanh nhân trẻ của hội bạn câu lạc bộ. Và hàng ngày anh chị nếu anh chị không tin tưởng thì hàng ngày anh chị có thể vào dung anh chị quan sát những người đi trước họ học, họ đã có được sự thành công như thế nào để mà anh chị có một cái niềm tin ồ ừ. nhỏ đó nó học nó cũng được thì chắc mình cũng làm được phải chị? Ok ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ um... Rồi nhớ cái vụ mà tự kỷ ám thị giùm em nhé. Cái đó là cái điểm mạnh ngày hôm nay đó. Tự đứng được bằng cái đôi chân của mình thì mới nói năng tới cái chuyện mà chạy nhảy, có nghĩa là kinh doanh làm ăn kiếm tiền. Còn nếu như mà cái vụ mà ám thị ám thị đó mà không làm được cái thì thì thôi thôi thôi. thôi thôi thôi. Thôi thôi thôi. Thôi thôi thôi. Ok, rồi bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đặt hàng vũ trụ được không? có nghĩa là, là bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho ngày hôm sau 20 phút là chúng ta sẽ ngừng rồi nên là các anh chị tranh thủ ha à, 23 giờ 30 là chúng ta kết thúc để chúng ta đi ngủ đi ngủ đi ngủ à, thì bây giờ hai các anh chị bây giờ mình sẽ em theo sẽ dựng cái lay lay chim bên này ha à, chúng ta sẽ tập trung chúng ta nghe nhạc chúng ta viết viết cái mục tiêu cho cái ngày hôm sau các anh chị